Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ profile khủng của thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam, từng dự thi Miss Universe Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục công bố những thí sinh mới, trong đó có Phạm Thị Minh Phương, sinh năm 2000. Cô hiện là sinh viên cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Ngoài ra, 10X cũng làm người mẫu tự do, từng tham gia các show thời trang. Sau hình ảnh và thông tin của Minh Phương được đăng tải, nhiều người nhận ra cô gái này từng thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 và dừng chân ở top 60. Cô được khen có vóc dáng đẹp, cân đối. Minh Phương có kinh nghiệm làm mẫu ảnh, từng thực hiện nhiều bộ hình phong cách gợi cảm, mạnh mẽ. 10X chia sẻ bản thân là người cá tính, sáng tạo, sống tình cảm và yêu nghệ thuật. Khi đến với sân chơi sắc đẹp, Minh Phương cũng mong muốn được thử sức và học hỏi thêm những điều mới, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nhìn vào những bức hình phong cách sắc lạnh của cô, nhiều người nhận xét cô phù hợp hơn với tiêu chí của Hoa hậu Hoàng vũ. Ngoài đời thường, cô gái Thái Nguyên cũng chăm biến hóa với nhiều phong cách đa dạng. Đến lúc này, Minh Phương được đánh giá là một màu sắc thú vị trong dàn thí sinh 10X năm nay. Một nhân sắc khác cũng sinh năm 2000 mới được ban tổ chức công bố là Mai Thị Hà Trang. Cô gái này gây chú ý ở mái tóc ngắn và gương mặt cá tính, một nét đẹp được cho là không theo khuôn mẫu. Hai thí sinh cùng sinh năm 1999 là Phạm Quỳnh Anh và Nguyễn Quỳnh Như. Họ đều là gương mặt mới ở lĩnh vực này. Theo quy định, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài ở Miss World năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn thế giới, ban tổ chức Miss World đã quyết định hoãn thi và lùi sang năm 2021. Như vậy, tân hoa hậu kế nhiệm Tiểu Vi sẽ có thời gian chuẩn bị nhiều hơn trước khi chinh chiến. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.